Dạ em chào anh ạ. Anh cần hỗ trợ gì ạ? Anh muốn mua xe trả góp á. À, hôm nay mình đến mua xe trả góp, vậy anh có cầm chứng minh nhân dân không anh nhỉ? Ừ, chứng minh thì anh có. À, vậy anh có cầm sổ hộ khẩu không anh? Không em. Không cầm sổ hộ khẩu, vậy anh có cầm giấy khai sinh không? Ừ, đi ra đường đem giấy sinh theo chi em? À. Không có em. Vậy anh có cầm thêm bảo hiểm xã hội không? Đó, cái gì mà tùm lum hết vậy em? Dạ, tại vì thủ tục mua xe trả góp ấy, thì cần làm những giấy tờ như thế ha. Ồ, rắc rối quá khỏi. Ủa anh? Đó là ngày xưa thôi, bây giờ chỉ cần căn cước công dân đã được định danh, đủ 18 tuổi là có thể mua xe trả góp được nè. Và đặc biệt khi mọi người mua xe trả góp tại hệ thống xe máy Thắng Phúc Thịnh, thời điểm này sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng mà giá trị phần thưởng lên tới 35 triệu đồng. Giải đặc biệt là một chiếc Grandpa trị giá 18 triệu đồng. Giải nhì là một chiếc TV Samsung 43 inch trị giá 7 triệu đồng. Giải ba là một phiếu mua hàng trị giá 1,5 triệu đồng. Và rất nhiều giải khuyến khích và phần quà hấp dẫn chờ mọi người tới lấy, áp dụng cho tất cả các dòng xe khi mua trả góp tại hệ thống xe máy Thắng Phúc Thịnh. Và đặc biệt khi mọi người giới thiệu người thân hoặc bạn bè đến mua xe sẽ được nhận ngay 1 triệu đồng. Chờ mọi người tại cửa hàng.